Xin chào bạn. Vào đầu năm 2000 thì thanh niên cuối 8X đầu 9X liên tục há hốc mồm với hàng loạt những công nghệ ồ ạt tràn vào Việt Nam. Gần 20 năm về trước, internet và thiết bị công nghệ còn là những thứ rất là xa lạ, thì ngay bây giờ ô tô đi đã không cần chìa khóa, cửa ra vào tự động, chúng ta nghe nhạc bằng tai nghe, bằng loa không dây. Và ngay dưới đây là những thứ mà có lẽ thế hệ trẻ Việt Nam 10 năm tới đây sẽ chẳng còn biết là thứ gì nữa. Xin mời bạn theo dõi video để biết đó là những thứ gì nhá. Thời điểm hiện tại, một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn có điện thoại bàn, còn ở các hộ gia đình, chúng ta không còn nhìn thấy chắc cũng nhiều năm rồi. Theo một báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, hơn 50% dân số Mỹ đã không còn dùng điện thoại cố định. Con số này giảm xuống với các gia đình trẻ độ trung tuổi từ 25 tới 34. Và chỉ sớm thôi, không lâu nữa, điện thoại bàn sẽ là thứ gì đó cổ lỗ sĩ như điện tín. Đã qua rồi cái thời liên tục truyền tay nhau chiếc USB để cóp nhạc, cóp phim và cóp cả virus nữa. Với vô số giải pháp lưu trữ trực tuyến, việc sử dụng ổ đĩa vật lý để di chuyển dữ liệu trở nên kém hấp dẫn và phiền hà hơn. Không sao, mặc dù chia sẻ game nặng và phim xịn vẫn ok. Và trên thực tế thì nhiều mẫu PC mới ra mắt đã không còn tích hợp cổng USB này nữa. Hồi xưa đi siêu thị là phải trả tiền bằng cách quẹt thẻ nhựa đấy con ạ. Đó sẽ là câu chuyện mà bạn kể cho con mình vào khoảng chục năm nữa. Khi mà thanh toán một chạm và thanh toán di động, phi vật lý sẽ xóa sổ hoàn toàn thẻ vật lý. Giờ đây chúng ta có hàng loạt những công nghệ thanh toán tiên tiến, bảo mật và tiện lợi hơn nhiều như là Samsung Pay ở các khu vực châu Á, Apple Pay ở châu Mỹ và châu Âu và Alipay của riêng thị trường Trung Quốc. Sự phát triển của điện thoại thông minh với màn hình lớn hơn, kéo theo đó là sự cắt giảm đi các phím bấm vật lý để hướng tới một ngôn ngữ thiết kế mới được gọi là thiết kế thời thượng hiện đại. Theo dự đoán thì khả năng trong 10 năm tới đây, những phím bấm vật lý trên điện thoại sẽ chính thức bị khai tử hoàn toàn. Vai trò của truyền hình truyền thống đang dần bị các nền tảng video và streaming làm cho lép vế. Bạn có nhớ những đêm mưa gió của gần 20 năm trước, từng cột điện anten quay tít lò, đầu kỹ thuật số, trả thu phát gì đó đều bó tay trước thời tiết không? Internet và streaming đang khiến thế giới này thay đổi một cách chóng mặt. Ai mà biết được sau này sẽ còn có thứ nhanh hơn, chuẩn hơn nữa khi mà Internet cũng bị lỗi thời. Ngăn kéo tủ với cả mớ sạc dây rối rắm sẽ dần trở thành ký ức xa vời. Sự ra đời của các chuẩn sạc không dây mạnh mẽ đang đe dọa sạc cáp. Trong 10 năm tới, nhắc đến cắm sạc sẽ là kỷ niệm vui trong mỗi bữa ăn. Công nghệ sạc không dây thực tế đã xuất hiện trước đó khá lâu, 3-4 năm về trước, và nó đang dần trở nên hoàn thiện hơn. Chính xác thì 10 năm nữa, nó sẽ có tốc độ sạc nhanh như sạc dây với các công nghệ sạc nhanh hiện tại, và đó là lý do tại sao những mớ sạc dây sẽ phải đi vào dĩ vãng. Máy tính bỏ túi giải được phương trình bậc 3 và đỉnh cao là vẽ đức đô thị từng trở thành xa xỉ phẩm trong giới học trò 10-20 năm về trước. Ở thời điểm hiện tại, nó vẫn khá cần thiết, nhưng với lô lốc ứng dụng giải toán miễn phí trên smartphone chắc chắn sẽ khiến cho những chiếc máy tính bỏ túi đắt đỏ ngày nào trở nên lép vế trong tương lai. Và cuối cùng, sổ danh bạ điện thoại theo năm, vốn đã là đồ cổ 10 năm nữa, nó sẽ thành đồ siêu cổ. Đến bản thân cá nhân mình là thế hệ chuyển giao cuối 8X và đầu 9X cũng chỉ sờ vào cuốn danh bạ điện thoại không tới 10 lần. Mình cảm thấy thật sự khâm phục trước sự tỉ mỉ của những người biên tập 20 năm về trước. Đây là món đồ cổ thật, nhưng ở Anh thì người ta cũng chỉ mới ngừng xuất bản danh bạ này vào đầu năm nay mà thôi. Và theo các bạn thì ngoài ra chúng ta còn món đồ công nghệ nào dự đoán sẽ biến mất, sẽ bị khai tử trong 10 năm nữa hay không? Thì hãy để lại comment của bạn ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.